Chào mừng trở lại với kênh 108TV. Mời quý vị và các bạn cùng xem bản tin ngày hôm nay của chúng ta. Quân ủy Trung ương do Chủ tịch Trọng chủ trì đã kết thúc một cách nhạt nhẽo cho có lệ. Phần phát biểu của các lãnh đạo, đặc biệt như ông Trọng, chỉ đi vào những vấn đề chung chung, thường lệ như tăng cường khả năng chiến đấu, chủ động bảo vệ chủ quyền, cảnh giác âm mưu, thế lực, thù địch, giữ vững và rèn luyện tư cách đạo đức. Vụ Việt Á dính sâu tới nhóm cao cấp trong Tổng cục Chính trị. Vì lý do đó nên vấn đề tham nhũng và tiêu cực không được nhắc tới sâu và rõ ràng trong một hội nghị quan trọng như vậy. Không như hội nghị ở công an, ông Trọng phát biểu mạnh mẽ và thoải mái hơn, đặc biệt ở những lời ngoài lề bài phát biểu. Không chỉ ở hội nghị công an mà ở các cuộc họp hay hội nghị khác, phần đáng chú ý là những lời ngoài bài phát biểu. Thái độ của ông Phúc ở hội nghị Quân ủy Trung ương có vẻ tự tin hơn những hội nghị khác. Như bài phân tích trước, trong hàng ngũ tướng lĩnh nằm ở Quân ủy Trung ương có rất nhiều người được ông Phúc nâng đỡ. Ông Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Thường trực Quân ủy Trung ương, cũng là người dính chàm trong vụ Việt Á. Với diễn biến ở hội nghị, có thể thấy việc xử lý ông Phúc vì để vợ ông tác động vụ Việt Á là rất khó khăn. Nếu như quân ủy không tán thành hoặc ý kiến phản đối việc kỷ luật ông Phúc, cơ hội thoát nạn của ông Phúc là rất cao. May chăng ông Trọng chỉ còn nước đưa hồ sơ vào ông Phúc liên quan đến Việt Á ra hội nghị trung ương, rồi tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. Nếu đạt được kết quả phiếu tín nhiệm ông Phúc thấp, từ đó có cơ sở để loại ông Phúc khỏi danh sách tái cử kỳ sau. Tuy nhiên, với hậu thuẫn của tướng lĩnh trong quân ủy, dù có hạ được tín nhiệm ông Phúc thấp, thì ông Phúc vẫn còn có thời gian dài để xoay chuyển tình thế. Bất thường, y tế đang diễn ra liền ngay sau đại án Việt Á, với hệ thống quan chức to nhỏ, trung ương và địa phương bị trừng phạt. Nó không những được coi là giọt nước tràn ly của khủng hoảng, mà còn phơi bày diễn biến suy thoái chính trị, trục lợi, mang tính hệ thống và tham nhũng, lũng đoạn chế độ. Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế và hàng loạt cán bộ y tế bỏ việc là những biểu hiện của khủng hoảng y tế. Đến cuối tháng 6 năm 2022, đã có 28 trên 34 sở y tế và 12 trên 21 bệnh viện tuyến trung ương báo cáo hiện có tình trạng thiếu thuốc tại địa phương và đơn vị, và hàng loạt nhân viên y tế nghỉ việc, chuyển khỏi ngành trong cả nước. Các lãnh đạo nhà nước đã phải dùng thuật ngữ khủng hoảng y tế để mô tả hiện trạng y tế hiện nay. Trong buổi tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 21 tháng 6 năm 2022, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh cần sớm ngăn chặn khủng hoảng y tế. 2 ngày sau, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định rằng tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế và thiếu nhân lực chuyên môn y tế là vấn đề nghiêm trọng, và khi chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ ngành, ngày 23 tháng 6, ông nhấn mạnh cần quyết liệt giải quyết tình hình. Cảnh báo về khủng hoảng y tế được đưa ra gắn liền với phòng chống dịch, với quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn thực hiện chiến lược Zero Covid. Tháng 4 năm 2021, trong chuyến thị sát kiểm tra công tác này tại Đà Nẵng, ông Chủ tịch nước khi nhắc lại tinh thần chống dịch như chống giặc và kinh nghiệm thành công từ các đợt dịch trước, đã nhấn mạnh rằng hệ thống y tế Việt Nam phải luôn sẵn sàng trong mọi tình huống. Nếu khủng hoảng ngành y tế sẽ dẫn đến khủng hoảng cả nền kinh tế. Lời cảnh báo đã ứng nghiệm khi đợt dịch thứ tư vào nửa cuối năm này gây ra khủng hoảng ở thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận và ảnh hưởng lan tỏa ra cả nước. Nay trong bối cảnh diễn biến khủng hoảng y tế còn phức tạp, các nhà quan sát lo ngại trường hợp dịch chồng dịch khi dịch sốt xuất huyết đang bùng phát nguy hiểm ở nhiều tỉnh phía Nam, đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, những tiếng kêu ai oán, hãy cứu lấy blue trắng đang được công luận quan tâm. Mánh trục lợi của Việt Á đang làm suy thoái cả hệ thống. Đại án này không những chỉ là giọt nước tràn ly, đẩy tình trạng y tế lên đỉnh điểm bất thường mà còn phơi bày và sự suy thoái chính trị, tham nhũng của hệ thống y tế đang diễn biến phức tạp và để lại hậu quả trước mắt và lâu dài. Tự đánh bóng là mánh làm ăn của các doanh nghiệp trong thời buổi chuyển đổi thị trường. Họ cố gắng làm cho hình ảnh của mình đẹp hơn trước khách hàng, không những chỉ bởi việc quảng bá dịch vụ, sản phẩm, hấp dẫn và giới thiệu năng lực hơn cả thực tế. Hơn thế, các doanh nghiệp còn biết các con đường đến với thiện cảm của quan chức, quyền lực khi dung dưỡng các mối quan hệ thân hữu để sử dụng trục lợi lâu dài. Việt Á là trường hợp điển hình. Chiếu theo hồ sơ, Việt Á là công ty cổ phần công nghệ được thành lập vào năm 2007 với số vốn ban đầu là 80 triệu. Cho đến năm 2017, công ty này chỉ thu nhập vài chục tỷ đồng và thường báo lỗ. Về sau, doanh nghiệp này đã có 6 lần tăng vốn điều lệ, thậm chí lên đến 1.000 tỷ. Nhưng trên thực tế, công ty Việt Á chỉ mượn chỗ để đặt cái bảng hiệu trụ sở công ty trong nhiều năm. Nhưng từ năm 2018, Việt Á đã liên tục trúng nhiều gói thầu, thiết bị y tế và nhiều đặc chủng loại sinh hóa phẩm cho nhiều bệnh viện công lớn ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành. Chỉ đến khi vụ việc vỡ lở năm 2021, lúc cơ quan công an khám xét và ngạc nhiên thấy phòng sản xuất kit của công ty này chỉ rộng chừng hơn 10 m² với 10 nhân viên, hệ thống thiết bị, máy móc chỉ là vài chiếc tủ cấp đông và vài chiếc máy tách chiếc cũ. Tuy nhiên, xin hãy đừng chỉ đổ lỗi cho Việt Á với thủ đoạn gian manh bằng lại quả hoa hồng khủng để thắng thầu các dự án, tiêu tiền ngân sách nhà nước mà lãng tránh trách nhiệm của hệ thống quan chức đang mọt ruộng. Sự cám dỗ hoa hồng khủng, sự kín đáo và độ tin cậy quan hệ thân hữu được nuôi dưỡng là lời giải thỏa đáng cho câu hỏi vì sao một doanh nghiệp tép riêu lại có thể khiến cả guồng máy liên Bộ Y tế, Khoa học và Công nghệ xa vào vòng xoáy trục lợi. Và một hệ thống quan chức từ trung ương đến địa phương bị kỷ luật và lao lý. Họ đã nỗ lực, có chủ ý và phối hợp nhịp nhàng để đánh bóng cho doanh nghiệp. Từ một dự án giả tạo khủng cấp nhà nước về nghiên cứu và sản xuất bộ kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2 của Học viện Quân y danh tiếng đến việc công nhận, cấp phép và tuyên truyền sai sự thật về tiêu chuẩn chất lượng trên trang web chính thức của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ việc thẩm định cho lưu hành ứng dụng của Bộ Y tế đến phê duyệt giá bán trong hệ thống y tế và thậm chí là việc đề xuất của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã qua mắt cơ quan thi đua khen thưởng để được Chủ tịch tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Quy trình xét nghiệm sản phẩm y tế phức tạp như vậy từ nghiên cứu đến ứng dụng được duyệt dễ dàng không thể có cách biện minh khác hơn là tình trạng suy thoái chính trị mang tính hệ thống. Tham nhũng đã được cảnh báo như một hình thức lũng đoạn đe dọa sự tồn vong của chế độ. Việt Á trở thành đại án và phơi bày những biểu hiện và mức độ suy thoái chính trị trầm trọng. Tại hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng ngày 30 tháng 6 mới đây, ông Tổng Bí thư Đảng lo lắng về tham nhũng trong các cơ quan phòng chống tham nhũng. Ông trưởng ban nội chính nhận định rằng nhiều án tham nhũng nghiêm trọng có bóng dáng cán bộ tiếp tay. Còn vị Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng vụ Việt Á là điển hình cho thấy cán bộ chỉ biết sợ. Tuy nhiên, thực tế chuyển đổi thị trường đã chỉ ra tình hình trục lợi, tham nhũng đã dần nghiêm trọng từ các hiện tượng đơn lẻ, tham nhũng vặt rồi lan rộng trong cả hệ thống chính trị và được ví như là thứ dầu bôi trơn cho sự vận hành của guồng máy cai trị, khiến công tác phòng chống của Đảng không đạt hiệu quả như mong muốn. Đảng đang trả giá đắt hơn trong mỗi trận đánh cũng như cả chiến dịch khi khăng khăng rằng với sức mạnh quyền lực tập trung tuyệt đối sẽ giải quyết được tình hình và đang tăng cường nguồn lực cho công tác đất lò. Không ai dám chắc sau Việt Á và Cục Lãnh sự sẽ không còn đại án. Hàng chục nghìn quan chức to nhỏ, trong đó hơn 170 cán bộ cấp cao do Trung ương quản lý đã bị loại khỏi hệ thống vì suy thoái. Bộ máy hành chính bị đóng băng, ngừng trệ, biểu hiện rõ rệt trong triển khai thực hiện chương trình phục hồi kinh tế sau đại dịch. Điển hình là đầu tư công tác dự án đường cao tốc Bắc Nam, và giờ đây là khủng hoảng y tế khiến các vị đại biểu Quốc hội 15 trong nghị trường phiên thứ 3 đã phải lên tiếng về sự lan rộng của hiện tượng không dám chịu trách nhiệm, sợ sai của cán bộ. Công luận đang băn khoăn liệu khủng hoảng y tế hiện thời sẽ ảnh hưởng tiêu cực lan truyền thế nào đến hoạt động kinh tế và đời sống xã hội. Các giải pháp mà chính phủ đưa ra có thể là quyết liệt, nhưng nếu như chỉ phản ứng tự vệ trước tham nhũng trong giá thuốc, thì hãy thử mở đường dây nóng về thiếu thuốc và sửa đổi quy định đấu thầu thuốc hay tăng cường kỷ luật nội bộ thì cũng chỉ có thể cắt phần ngọn của khủng hoảng, bởi lẽ guồng máy sản sinh ra quan tham đang là đặc trưng suy thoái của chế độ. Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Chu Ngọc Anh, Phạm Công Trạc và ông Nguyễn Thanh Long. Ngày 7 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Chu Ngọc Anh và ông Phạm Công Trạc cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ông Nguyễn Thanh Long về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho nhà nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định ông Nguyễn Thanh Long, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm COVID-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước, đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ông Chu Ngọc Anh, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý, sử dụng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm COVID-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước, đã phạm vào tội vi phạm quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3, điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ông Phạm Công Trạc, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia, nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm COVID-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước, đã phạm vào tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3, điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ngày 7 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí, đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Chu Ngọc Anh, Phạm Công Trạc và ông Nguyễn Thanh Long. Trong sáng ngày 7 tháng 6, Quốc hội đã thông qua việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa 15 và phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế với ông Nguyễn Thanh Long. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ra quyết định số 658 trên QĐ CTN về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021 đến 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã nhất trí thông qua nghị quyết bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký quyết định số 684 trên QĐ-TTg ngày 7 tháng 6 năm 2022 phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 đến 2026 đối với ông Chu Ngọc Anh. Các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, Phạm Công Trạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế. Bản tin của chúng ta hôm nay kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh. Chúc quý vị một ngày mới an lành.